Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 29 tháng 5 năm 2020, phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, vùng núi phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất 24 độ, nhiệt độ cao nhất 33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất 22 độ, nhiệt độ cao nhất 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 25 độ, nhiệt độ cao nhất 34 độ, có nơi trên 34 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 26 độ, nhiệt độ cao nhất 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất 24 độ, nhiệt độ cao nhất 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất 26 độ, nhiệt độ cao nhất 35 độ, có nơi trên 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, trời nắng có thể có dông rải rác lúc 15-16 giờ, nhiệt độ thấp nhất 27 độ, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 25 độ, nhiệt độ cao nhất 33 độ.